Vâng, thưa quý vị, thưa bà con, trong bối cảnh nhiều dịch bệnh chăn nuôi, đặc biệt là dịch cúm gia cầm bùng phát cùng thời điểm với bệnh lở mồm long móng như hiện nay, thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo bà con cần phải tuân thủ phương pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Vậy thì xin được hỏi chuyên gia Phạm Ngọc Thạch là tại sao giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học lại có thể giúp phòng bệnh cho các trang trại ở vùng tâm dịch và thậm chí là có cả ở những vùng không có dịch nữa ạ? Vâng, cái chăn nuôi an toàn sinh học thì nói qua một chút về cái chăn nuôi an toàn sinh học. Rất nhiều bà con chăn nuôi còn hiểu mơ hồ về chăn nuôi an toàn sinh học. Thấy người ta nói là an toàn sinh học là cũng nói là an toàn sinh học, nhưng không hiểu là cái chăn nuôi an toàn sinh học nó là cái gì cả. Và chính vì vậy mà không thực hiện đúng các cái bước cho nên là cái dịch bệnh vẫn xảy ra. Thế vậy thì chăn nuôi an toàn sinh học là gì? Là dùng mọi biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh từ bên ngoài vào cái trang trại đó, và ngược lại nếu trang trại đó có bệnh, có dịch bệnh thì cũng không lây lan được ra bên ngoài. Thì đấy là cái khái niệm về chăn nuôi an toàn sinh học. Thế vậy thì cái chăn nuôi an toàn sinh học có gồm rất nhiều bước cần phải thực hiện. Thứ nhất là về trang trại, tức là trang trại phải là xây xa cách khu dân cư và phải có các cái tường bao xung quanh, và nếu không phải có các cái hàng rào chắn và các cái hàng rào dây thép gai để chắn, để ngăn chặn những cái thú hoang hoặc một số các cái động vật khác xâm nhập vào trang trại. Thì đấy là cái thứ nhất về cái trang trại. Thứ hai là phải bao giờ cũng phải có cổng, trong trang trại đó phải có cổng, lúc nào cũng phải là đóng cổng, và phải có một cái biển cấm là nội bất xuất ngoại bất nhập, hay là không nhiệm vụ biển vào. Thứ ba là phải tiến hành cái sát trùng vệ sinh cái trang trại đó, tức là cả ở cổng trang trại, xung quanh trang trại và những cái lối vào các cái ô chuồng của trang trại là phải có các cái hố sát trùng. Đồng thời phải định kỳ tẩy uế chuồng nuôi và tẩy uế môi trường xung quanh ở trong trang trại bằng các thuốc sát trùng. Thì đấy là cái vấn đề thứ nhất mà cần phải thực hiện. Vấn đề thứ hai là phải nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi, thì bằng cách là chăm sóc dinh dưỡng tốt, trong khẩu phần thức ăn phải đầy đủ chất dinh dưỡng, các chất dinh dưỡng phải cân đối trong cái khẩu phần ăn hàng ngoài hàng ngày, và đặc biệt định kỳ phải bổ sung các cái thuốc có tác dụng để nâng cao sức đề kháng, ví dụ như primix khoáng và các loại vitamin để nâng cao sức đề kháng cho con vật. Do vậy mà khi mà sức đề kháng của con vật được tốt rồi thì cái việc mà mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể rất là khó. Thì đấy là cái thứ hai. Thứ ba là phải thực hiện cái quy trình phòng bệnh bằng vaccine. Đối với những bệnh mà có vaccine để phòng bệnh là phải thực hiện rất là đúng các cái quy trình đó. Thứ tư là cần phải thực hiện cách là mua con giống. Con giống phải là biết rõ nguồn gốc, phải biết rõ nguồn gốc. Phần thứ năm là hạn chế những người đi lại trong cái trang trại đó. Và thứ sáu là không được vận chuyển các cái gia súc không rõ nguồn gốc vào trang trại, hoặc là từ trang trại nếu mà có cái biểu hiện về dịch bệnh là đi ra ngoài. Thì đấy là những cái bước cơ bản để thực hiện cái chăn nuôi an toàn sinh học. Thế vậy thì cái chăn nuôi an toàn sinh học có tác dụng rất tốt, không những chỉ khống chế tốt đối với những bệnh mà không có vaccine để tiêm phòng. Ví dụ như là dịch tả lợn châu Phi những năm vừa rồi. Nếu mà ở những trang trại nào mà thực hiện cái chăn nuôi an toàn sinh học tốt thì chúng ta thấy khống chế rất tốt cái bệnh dịch tả lợn châu Phi. Thế vậy thì không những thế mà nó còn khống chế rất tốt đối với những dịch bệnh đã có vaccine tiêm phòng rồi. Ví dụ như là tôi lấy ví dụ đuối lợn, ví dụ như là dịch tả lợn hoặc là lở mồm long móng vân vân. Thì đấy là cái biện pháp và chăn nuôi an toàn sinh học. Và tôi nhắc lại là cái chăn nuôi an toàn sinh học là một cái điều kiện tốt nhất để khống chế dịch bệnh lây lan và xâm nhập vào trong cái trang trại đó. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Phạm Ngọc Thạch với những chia sẻ rất là hữu ích vừa rồi. Vâng, thưa quý vị, thưa bà con, cúm gia cầm là loại dịch bệnh được phát hiện từ năm 1900, hiện vẫn chưa có thuốc đặc trị. Đây là loại bệnh nguy hiểm nhất trên đàn gia cầm khi tỷ lệ chết có thể lên tới 100%. Gia cầm chết trong vòng 48 giờ với các cơn đau đớn tột cùng. Một điều cần lưu ý đó là dịch cúm gia cầm có thể lây sang người, và cụ thể thì dịch cúm gia cầm năm 1968-1969 tại Hồng Kông đã cướp đi sinh mạng của hơn 600.000 người.
Hiện nay thì nhờ có các giải pháp phòng bệnh mà dịch cúm gia cầm đã phần nào được kiểm soát. Song với những chủng cúm mới xuất hiện thì ngày càng nguy hiểm và tiếp tục lây lan sang người. Vì vậy, việc phòng dịch là ưu tiên số 1 lúc này.